Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt, được mệnh danh là Ngọc Nữ Màn Ảnh. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Mỹ Nhân Kế đã rút lui khỏi làng giải trí sau những thông tin liên quan đến cô nàng và gia đình nhỏ vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Mới đây trên story Instagram, nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc vừa đăng tải loạt ảnh đi ăn cưới khiến khán giả phát sốt. Ngọc nữ Tăng Thanh Hà diện chiếc áo dài hồng pastel, nở nụ cười rạng rỡ. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc, vóc dáng và thần thái rạng ngời của Ngọc nữ. Thậm chí có fan còn cho rằng Hà Tăng chiếm trọn spotlight khi đọ sắc với dàn phù dâu. Hà Tăng được khán giả biết đến và yêu mến qua những vai diễn trong các bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hương Phù Sa, Mỹ Nhân Kế, v.v. Giữa thời điểm sự nghiệp như diều gặp gió năm 2012, cô bất ngờ kết hôn với bạn trai doanh nhân Louis Nguyễn. Sau đó, Hà Tăng tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Làm dâu gia đình hào môn, song nữ diễn viên khá kín tiếng trong chuyện đời tư, không phô trương hay quá ồn ào. Nữ diễn viên 8X đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ là Richard và Chloe. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Hà Tăng còn hỗ trợ chồng kinh doanh.